Ngày 1 tháng 11, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tuy Đức, Đắk Nông cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lương Minh Cường, sinh năm 1981, trú tại thôn 3, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Lương Minh Cường có quan hệ tình cảm với chị Đê, sinh năm 1982, trú tại huyện Tuy Đức. Ngày 2 tháng 10, Cường nghi ngờ chị D có quan hệ với người đàn ông khác, nên đã đi tìm ở các nhà nghỉ tại xã Đắc Bu So, huyện Tuy Đức. Khi đến nhà nghỉ TN, Cường nắm được thông tin chị D đang ở phòng số 4 của nhà nghỉ này cùng với người đàn ông khác, nên đã mở cửa phòng rồi dùng điện thoại quay được cảnh người tình và người đàn ông đang quan hệ. Phát hiện ra Cường, cả hai người bỏ chạy. Tuy nhiên sau đó chị D dùng xe máy đuổi theo Cường. Khi gặp nhau, Cường yêu cầu phải đưa 50 triệu đồng thì mới xóa clip, còn không sẽ đăng lên mạng. Đến tối cùng ngày do Cường lấy điện thoại của chị D, Điện thoại này cường mua cho chị D thì phát hiện người quan hệ với chị D trong nhà nghỉ là anh TVT sinh năm 1983, trú tại huyện Tùy Đức. Lúc này cường đã sử dụng tài khoản của chị D nhắn tin cho anh T phải đưa 50 triệu đồng thì cường mới chịu xóa clip nói trên. Đến ngày 24 tháng 10, anh T nhắn tin cho cường nói không xoay được tiền và được cường nhắn lại chốt 40 triệu đồng, đủ tiền thì mới xóa clip, nếu không cường sẽ gửi cho chồng và hàng xóm của chị D biết. Khoảng 6 giờ ngày 25 tháng 10, Cường chạy xe máy một mình đến ngã ba thác 72, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức và được anh Tê hướng dẫn vào quán cà phê bên đường. Tại quán cà phê, anh Tê đưa cho Cường một sấp tiền, nói đó là 15 triệu đồng, thực tế có 10 triệu đồng và viết một giấy nợ số tiền 25 triệu đồng, rồi hẹn 10 ngày sau sẽ trả thêm cho Cường. Khi Cường đang nhận sấp tiền từ anh Tê thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ cùng tăng vật với hành vi dùng hình ảnh nhạy cảm của người khác hòng tống tiền liệu đối tượng trên sẽ phải đối diện với mức án nào trước pháp luật chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất